Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Thanh Huyền. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 1 năm 2016, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Toàn miền Bắc tăng nhiệt sau chuỗi ngày rét mướt kéo dài. Người dân các địa phương bắt đầu khắc phục hậu quả do băng tuyết gây ra. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế công bố đường dây nóng nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc trong việc cung ứng thuốc phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Mối đe dọa từ thịt bẩn, thịt nhiễm chất cấm hiện đang được sản xuất và phân phối rộng khắp tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Trong phần tin quốc tế, các quốc gia Nam Mỹ kêu gọi cuộc gặp cấp châu lục để đối phó với dịch bệnh nguy hiểm Zika. Một nữ hiệu trưởng ở Mỹ đã thiệt mạng sau khi cứu học sinh của mình khỏi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau nhiều ngày mưa rét, hôm nay nắng đã xuất hiện trở lại ở nhiều tỉnh thành miền núi phía Bắc, xua tan băng giá và cảm giác lạnh lẽo. Tại thủ đô Hà Nội, dù nền nhiệt độ tăng lên nhưng mưa rào mạnh lại kéo dài trong suốt buổi sáng, khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Ngày hôm nay, dù mức nhiệt độ đã trên 10 độ C nhưng trời vẫn còn khá rét vì có mưa. Trận mưa có cường độ khá lớn khiến nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ. Trục đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh và các tuyến đường cắt ngang tê liệt nhiều giờ. Hàng nghìn người chôn chân trong mưa rét nên ai cũng cảm thấy mệt mỏi và khó chịu trong nhiều giờ đồng hồ. Mặc dù có lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng, tuy nhiên do số lượng phương tiện quá lớn đã gây ra tình trạng ùn tắc. Trong khi đó, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, băng tuyết tan nhanh khi nắng xuất hiện từ sớm. Rét buốt cũng không còn quá khắc nghiệt như những ngày trước, tạo điều kiện để người dân tiến hành khắc phục hậu quả đợt rét đậm rét hại kỷ lục, nhất là đối với rau màu. Tất cả những điểm từng có băng tuyết hôm nay đều có mức nhiệt độ trên 15 độ C và có nắng nên tuyết tan rất nhanh. Chính vì vậy, việc đi lại của người dân cần hết sức đề phòng vì đường trơn trượt. Thiệt hại do đợt rét đậm rét hại kỷ lục gây ra vẫn tiếp tục tăng lên. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tính đến cuối giờ ngày hôm nay, đợt rét đã làm gần 8.000 gia súc chết do đói rét. Điều đáng nói là ngay khi thời tiết ấm trở lại thì khả năng gia súc chết sẽ càng gia tăng vì không kịp thích nghi. Trong tổng số 7.820 gia súc chết vì giá rét, thì ở Lạng Sơn là 571 con, Lào Cai 550 con, Sơn La thiệt hại nặng nhất khi có đến 2.756 con chết, Yên Bái là 434 con, Quảng Ninh 641, Hòa Bình 411 con và Nghệ An là 560 con. Bệnh cước chân của gia súc sẽ khiến nhiều trâu bò tiếp tục đổ ngã khi thời tiết ấm trở lại, do đó số lượng trâu bò chết sẽ còn tăng. Dù chỉ kéo dài trong vài ngày, nhưng đây là đợt rét gây thiệt hại khá lớn cho ngành chăn nuôi. Trước đó, trong đợt rét khá dài vào năm 2011, ở miền Bắc có khoảng 10.000 trâu bò chết rét. Còn đợt rét kéo dài kỷ lục 38 ngày năm 2008 là 52.000 con chết, gây thiệt hại gần 400 tỷ đồng. Cục Chăn nuôi khuyến cáo các địa phương cần triển khai ngay các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại cho đàn gia súc do đói rét. Theo đó, người chăn nuôi cần chủ động gia cố, che chắn, đảm bảo chuồng trại đủ ấm, dự trữ chất đốt như củi, chấu, mùn cưa để đốt sưởi ấm cho gia súc trong những ngày giá rét và tăng cường thức ăn tinh để tăng sức đề kháng. Ngoài thiệt hại về gia súc thì đợt rét kỷ lục lần này cũng làm gần 10.000 hecta lúa và rau màu tại các địa phương bị thiệt hại. Công tác khắc phục hậu quả đang gặp nhiều khó khăn khi nền nhiệt độ chỉ tăng nhẹ, còn băng tuyết thì tan chậm, ghi nhận tại tỉnh Sơn La. Gia đình anh Nguyễn Văn Chu, bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, có 1.500 m² diện tích trồng rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong đó chủ yếu là diện tích rau bắp cải, su hào, cải mèo. Sau nhiều ngày bao phủ bởi băng tuyết, gần như toàn bộ diện tích nhà anh bị mất trắng. Với dưới số đất của nhà gia đình là 1.500 m² thì thiệt hại nó khoảng 50%. Thì là gia đình mong muốn là làm sao được nhà nước hỗ trợ cho là khung nhà lưới này hoặc là cây giống để cho nó, thứ nhất là cây giống thì sẽ chịu được rét này, thứ hai là nhà lưới thì sẽ che phủ được cái sương muối của cũng ấy, thì là nó đỡ thiệt hại cho gia đình. Không chỉ riêng gia đình anh Nguyễn Văn Chu mà hợp tác xã rau an toàn tại bản Tự Nhiên cũng bị thiệt hại rất lớn.
Trong tổng số gần 4 hecta cây rau màu thì khoảng 70% diện tích hư hỏng, ước tính khoảng 4 tỷ đồng. Trước thực tế đó, hợp tác xã đã chủ động với các đơn vị đặt hàng, nhờ đối tác thu mua gấp đôi sản lượng so với ngày thường để trợ giúp bà con nông dân. Thiệt hại về kinh tế cho bà con xã viên là đã bao nhiêu công lao mà sản xuất rồi mà đến ngày thu hoạch là mất như thế này, là từ chi phí công sức các thứ là không được thu nữa, là thiệt hại về kinh tế cho các gia đình. Còn thiệt hại cho hợp tác xã là coi như mình đã ngắt quãng trong một cái thời gian kết nối với các siêu thị và đã không đảm bảo được cái mà kế hoạch mà hai bên đã hợp tác với nhau. Trước và trong đợt rét vừa qua, hợp tác xã đã có nhiều biện pháp chủ động phòng chống rét như tưới nước, làm tan xương, bón bổ sung phân kali, nhưng hiệu quả không đáng kể. Nhiều người dân trong hợp tác xã rất lo lắng, nhất là khi băng tan. Huyện thì cũng đã có một cái công văn để hướng dẫn cho các xã để chủ động sử dụng các cái nguồn dự phòng ngân sách đã được phân cấp. Với cái trường hợp mà cái lượng thiệt hại nó nhỏ thì sử dụng cái nguồn này để mà hỗ trợ kịp thời cho nhân dân, để mà tiếp tục có tiền để mà mua gia súc, gia cầm hay là mua các cái vật tư về để tổ chức sản xuất. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Mộc Châu đã phối hợp với các ban ngành kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa rét tại các địa bàn trọng điểm. Ngay khi tuyết tan, các cán bộ khuyến nông đã tiến hành hướng dẫn bà con phòng chống rét và tận thu số diện tích đã cho thu hoạch nhằm giảm bớt thiệt hại. Thời tiết rét đậm rét hại trong những ngày qua đã làm cho hàng trăm hecta diện tích nuôi trồng thủy hải sản của tỉnh Thái Bình bị thiệt hại nặng nề, nhiều diện tích mất trắng, thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Mấy ngày hôm nay, gia đình ông Phạm Văn Thành, xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải đứng ngồi không yên. Toàn bộ diện tích đầm nuôi thủy sản mà chủ yếu là cá vực dự kiến sẽ cho thu hoạch sau 3 tháng nữa đang chết dần vì giá rét. Đến nay như thế này, cái cá năm ngoái là như thế là bình quân là được 2,5 cân một cân mà nó chết không còn gì cả. Mà bây giờ như thế là nó chết vậy, chúng tôi mới vớt về nhà được hơn tấn, còn như thế là còn một hơn tấn nữa, bây giờ nước nó to mà chúng tôi chưa có cách nào để mà xử lý được. Cho nửa cá này mà. Cũng giống như ông Thành, gia đình ông Đản, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy có 0,5 hecta đầm nuôi cá vực, cá sòng. Nhưng từ 3 hôm nay, ngày nào cá cũng chết với số lượng lớn. Theo ông Đản, nếu đàn này tiếp tục, chỉ hết đêm nay, toàn bộ số thủy sản của gia đình sẽ mất trắng. Coi như xóa sổ, hết bán cá có 3.000, không còn gì nữa rồi. Cá chết do rét đã xuất hiện ở tất cả các diện tích đầm vùng ven biển của tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu tại các diện tích nuôi cá vực và cá sòng. Theo báo cáo đến thời điểm này, số lượng cá chết do rét tại hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy là trên 300 tấn. Ước tính ban đầu thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Con số này vẫn còn tiếp tục tăng trong vài ngày tới. Hiện nay chưa đánh giá chính thức được cái mức độ thiệt hại bao nhiêu, bởi vì cái lượng cá mà nó còn chìm dưới đáy ao là chưa làm được. Thế cho nên là với cái tổng lượng cá như bà con sơ bộ nó khoảng độ 15 tấn. Thế tuy nhiên là mới bán được khoảng độ trên 5 tấn. Còn cái lượng cá bé mà nó thất thoát thì chưa kiểm soát được. Không chỉ có các diện tích đầm bãi ven biển, mà hiện nay ở các ao hồ, đầm vùng nuôi thủy sản trong nội đồng cũng đang bị thiệt hại nặng do rét đậm, rét hại trong những ngày qua. Vào khoảng 8 giờ sáng nay, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty gỗ Kim Thịnh ở khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, khiến hai xưởng gỗ của công ty này bị thiêu rụi hoàn toàn. Thông tin ban đầu cho biết, vào thời gian trên, công nhân tại công ty đang làm việc thì thấy khói bốc ra từ kho chứa thành phẩm gỗ đã hoàn thiện. Thế vậy, mọi người hô hoán và bỏ chạy ra khỏi xưởng, rồi dùng bình chữa cháy mini để dập tắt, nhưng bất thành vì ngọn lửa bùng phát nhanh. Ngay sau đó, bảo vệ của công ty đã nhanh chóng thông báo cho đội phòng cháy chữa cháy Bình Dương. Nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động hơn chục xe chữa cháy tới hiện trường để khống chế ngọn lửa bùng phát. Nhưng do công ty nằm trong hẻm nên đội chữa cháy đã gặp rất nhiều khó khăn. Đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng ngàn mét vuông trong công ty, thiệt hại ban đầu lên tới hàng tỷ đồng.
Trước diễn biến phức tạp và sự nguy hiểm của virus Zika, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế đã cảnh báo nguy cơ virus chết người này vào nước ta là hoàn toàn có thể. Do Việt Nam lưu hành loại mũi Aedes truyền bệnh sốt xuất huyết, đồng thời sự giao lưu thương mại, du lịch, lao động giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Theo Cục Y tế Dự phòng, hiện nay Việt Nam chưa phát hiện được ca nhiễm virus Zika, tuy nhiên nguy cơ virus Zika xâm nhập vào nước ta là hoàn toàn có khả năng. Để chủ động phòng chống bệnh do virus Zika xâm nhập và lây lan tại Việt Nam, Bộ Y tế khuyến cáo người nhập cảnh về từ các quốc gia có lưu hành virus Zika chủ động tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Nếu có biểu hiện sốt thì đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Người dân cần đậy kín các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khu vực châu Mỹ, virus Zika, một loại virus truyền qua mũi Aedes, loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết, đang lan truyền rất nhanh, đặc biệt là tại khu vực châu Mỹ. Kể từ khi được phát hiện đầu tiên tại Brazil vào tháng 5 năm 2015, đến ngày 23 tháng 1 năm 2016, virus này đã lan truyền tới 21 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực châu Mỹ. Đối mặt với tình trạng bùng phát mạnh mẽ của dịch Zika, vào hôm qua 27 tháng 1, Tổng thống Colombia và Tổng thống Brazil đã buộc phải đưa ra lời kêu gọi triệu tập một cuộc họp khẩn cấp khu vực vào tuần tới để cùng nhau hợp tác chống lại dịch bệnh nguy hiểm chết người này. Theo đó, Tổng thống Brazil Dilma Rousseff cho biết, một cuộc họp giữa lãnh đạo các nước trong nhóm Mercosur sẽ được tổ chức vào thứ Ba tuần tới, mùng 2 tháng 2. Cho tới thời điểm hiện tại, Brazil và Colombia là hai quốc gia ở khu vực Mỹ Latin chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi mà dịch do virus Zika đang bùng phát ngoài tầm kiểm soát. Trong 18 tiểu bang của Brazil đã ghi nhận được hơn nửa triệu ca nhiễm bệnh. Ngoài Brazil, các trường hợp nhiễm bệnh cũng đã được ghi nhận tại 22 quốc gia khác ở khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Virus Zika đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân khu vực Mỹ Latin và nhiều nước khác. Riêng ở Colombia, trong hơn 170 thành phố của đất nước chúng tôi đã ghi nhận hơn 14.000 ca nhiễm virus này và ước tính sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Cả hai nước Colombia và Brazil đã phải huy động tối đa lực lượng quân đội và nhân viên y tế đến những khu vực nhiễm dịch và có khả năng nhiễm dịch cao để kiểm soát tình trạng lây lan. Kể từ tháng 5 năm 2015, Zika lây lan nhanh chóng ở hàng chục nước. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng không đảm bảo vệ sinh và muỗi Aedes mang mầm bệnh vẫn còn nhiều nơi trú ẩn. Một đường dây nóng đã được Cục Quản lý Dược Bộ Y tế thiết lập nhằm kịp thời giải quyết vướng mắc trong việc cung ứng thuốc phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Với bất cứ sự khó khăn nào về cung ứng thuốc, người dân có thể gọi đường dây nóng này để được hỗ trợ. Theo đó, người dân có thể gọi điện phản ánh vào hai số 043846-1525 hoặc 0988-721-299. Tại đường dây nóng này sẽ liên tục có người trực để giải đáp các thắc mắc, ghi nhận những phản ánh về tình hình cung ứng thuốc trên địa bàn và ngay cả khi người bệnh phản ánh tình trạng tiêu cực về các vấn đề y tế khác. Những năm qua, số lượng người bị bệnh, ngộ độc thực phẩm hoặc bị các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp, tiêu hóa khá đông. Tuy nhiên, vào dịp Tết Nguyên đán, các cửa hàng thuốc gần như đóng cửa đồng loạt, gây khó khăn cho người bệnh khi cần mua thuốc. Chính vì thế, năm 2016, Cục Quản lý Dược đã ra công văn chỉ thị các địa điểm trực bán thuốc 24/24 giờ để kịp thời đáp ứng nhu cầu thuốc của người bệnh. Đồng thời, Cục cũng yêu cầu các bệnh viện xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc. Đặc biệt, cần có kế hoạch thuốc men với các nhóm dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong dịp đông xuân như các bệnh cúm AH5N1, tay chân miệng, sốt xuất huyết, sởi, rubella, tiêu chảy do virus rota, các bệnh dịch lây truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa. Thời điểm giáp Tết, những hành vi gian lận thương mại, đầu cơ trục lợi có xu hướng diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác quản lý và thiệt hại cho người tiêu dùng. Trước nguy cơ nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao có thể xảy ra tình trạng sốt giá, hàng giả, hàng nhái, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại cần cung ứng đủ hàng hóa Tết, giá cả ổn định và chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân sắm Tết trong những ngày này. Ghi nhận của nhà phóng viên VTC14. Không phải tìm đến các trung tâm thương mại hay các siêu thị lớn ở Hà Nội. Với bà Hạnh, chỉ cần đến các cửa hàng, siêu thị nhỏ, có lẽ cũng mua sắm đủ các mặt hàng Tết. Bởi ở đâu, hàng hóa cũng phong phú, đầy đủ và giá cả cũng ổn định như nhau. Nói chung là ở trong siêu thị thì các mặt hàng thì không có cái gì biến động cả. Và nó cũng vẫn là rất là đầy đủ các thứ, nó rất là tiện lợi để cho người dân mua sắm. Các mặt hàng ở đây rất là phong phú và đa dạng, và giá cả là rất là đúng giá, rất là hợp lý. Nhằm ổn định thị trường,
hạn chế tình trạng đầu cơ, tích trữ, tăng giá thời điểm cận Tết Nguyên đán. Thành phố Hà Nội đã chuẩn bị hơn 200 tỷ đồng hàng bình ổn giá, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngoài ra, dịp Tết năm nay, Hà Nội có 20 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá với hơn 1.160 điểm bán hàng tại các siêu thị và một số điểm ở khu công nghiệp và vùng nông thôn, tổ chức 9 trung tâm bán hàng Việt, 180 chuyến bán hàng lưu động tại các huyện, thị xã, khu công nghiệp. Sát Tết thì chúng tôi vẫn cam kết là đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn hàng có để cung cấp cho thị trường, đảm bảo về hàng hóa chất lượng cao, đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, tem mác và đặc biệt nhất là đối với các hàng Việt Nam chất lượng cao. Ngoài đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng chất lượng, giá cả ổn định, nhiều siêu thị ở Hà Nội cũng đã cam kết sẽ phục vụ suốt 3 ngày Tết. Một số doanh nghiệp bố trí điểm bán hàng không nghỉ Tết nhằm hạn chế tâm lý mua hàng tích trữ gây tăng giá những ngày giáp Tết và sau Tết. Thế bọn tôi thì nói chung là đã là ngành phục vụ rồi. Thì ngành phục vụ thì luôn luôn là như vậy. Thì trong 3 cái ngày Tết thì vẫn cứ phải mở cửa bán hàng bình thường. Đấy là cái niềm vui của mình. Đến để phục vụ được cho nhân dân là bọn chị rất mừng. Thời điểm giáp Tết, những hành vi gian lận thương mại, đầu cơ trục lợi có xu hướng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Nếu không đảm bảo cung ứng nguồn hàng ổn định, giá cả vẫn có thể sẽ tăng cao. Thịt heo bẩn, thịt chứa chất cấm, thịt thối đã trở thành mối đe dọa của người tiêu dùng trong gần nửa năm qua, đặc biệt là với người dân thành phố. Tồn dư chất cấm được tìm thấy ở hàng chục đàn heo nhập về thành phố Hồ Chí Minh và chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Thịt vốn là thực phẩm không thể thiếu trong mâm cơm của hàng triệu người dân và thật nguy hiểm khi sự độc hại trong thịt thà còn tăng lên gấp đôi vào dịp Tết âm lịch theo cảnh báo của Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh. Theo lãnh đạo Chi cục Thú y thành phố Hồ Chí Minh, lượng thịt gia súc gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán tăng gấp 2,5 lần so với trước đó, trong khi nguồn cung tại chỗ chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu thì phần còn lại buộc phải nhập từ các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Khi kiểm tra các nguồn hàng ở ngoài thành phố, có 22/117 lô heo dương tính với chất cấm. Tình trạng heo bơm nước và uống thuốc an thần cũng tăng lên nhưng không thể kiểm soát. Tỷ lệ vi phạm lên đến 30%, trong khi trước đó vi phạm cao nhất cũng chỉ là 14%. Chi cục thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc kiểm soát tại các trại kiểm dịch chỉ là giải quyết phần ngọn, quan trọng hơn là từ nguồn cung ở tỉnh thành. Trước đó, ngành thú y thành phố đã đề xuất sẽ tiêu hủy những đàn heo bị phát hiện tồn dư chất cấm, thay vì tạm giữ cho đến khi thải hết chất độc. Tuy nhiên lại chưa nhận được sự đồng thuận từ các địa phương. Heo bệnh, heo chết tẩm thuốc để lâu ngày đang được bán công khai tại một số chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Và điều nguy hiểm là những tiểu thương ở đây sẵn sàng cung cấp số lượng thịt heo bệnh lớn với giá siêu rẻ cho những người có nhu cầu mua về làm các món cho nhà hàng, suất ăn công nghiệp. Và thành phố Hồ Chí Minh được xác định là nguồn tiêu thụ chính của những loại thịt bẩn độc hại này. Chợ Quang Vinh 1, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nơi được biết đến chuyên cung cấp thịt heo bẩn không rõ nguồn gốc với giá siêu rẻ. Có đến cả chục sạp bán thịt heo ở đây. 20-30 ký cũng có, mà 5-6-70 ký cũng có, tạ cũng có, tạ mấy cũng có, nó nhiều dạng lắm. Nó chết không, nhà chị là chuyên heo nai chết, heo cơm chết, heo bệnh không mà mua về là nó nhiều loại lắm. Đây là thịt mà những sạp hàng này cung cấp. Nhìn mắt thường cũng thấy thịt đã nhão bở vì để lâu ngày. Màu sắc ngả vàng hoặc trắng bệch. Thịt ở đây được bán với giá khoảng 40 đến 45 ngàn đồng 1 kg. Nghĩa là chỉ bằng khoảng một nửa so với giá thịt heo thông thường. Và nó sẽ được các tiểu thương bảo quản trong tủ đá, tẩm một loại thuốc chống thối để thịt tươi lâu hơn. Còn nhà chị hôi thuốc để nguyên con và đưa đến thành phố, ba heo quay nó tập, ba cái thuốc bắc vào nó quay nó không hôi nữa. Đây hàng đây mình bán pha thịt như này, hôm nay bán không hết, ngày mai bán, ngày mốt bán chừng nào hết thì thôi. Và theo các tiểu thương, loại thịt bẩn này được tiêu thụ rất nhanh chóng. Giờ đâu thì mua đâu mà được, bây giờ heo không có đó, nhiều người đi về cũng xe không kìa. Không có mà lấy chứ không phải đủ là ấy thôi. Những người biết về thịt heo chợ này đều không mua thịt ở đây về để ăn, mà hầu hết mua về để chế biến cho các nhà hàng ăn uống. Và thành phố Hồ Chí Minh được coi là một thị trường lớn. Còn heo vàng cũng vậy, không lấy về đây. Lấy về đây làm gì, đưa lên thành phố hết.
Vâng, muốn bao nhiêu cũng có, heo chết heo bệnh đều có. Lời khẳng định đáng sợ này có lẽ không phải là lời quảng cáo suông của các thương lái, khi thực tế cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã bắt hàng ngàn vụ thịt heo thối xâm nhập bằng xe khách, xe tải trong năm vừa qua. Và thị trường tiêu thụ này hẳn là miếng mồi béo bở để thịt heo chết dễ dàng lên bàn ăn của hàng chục ngàn công nhân. Chỉ 35.000 đồng 1 kg thịt đỏ ầu này, chúng đã xuất hiện trên một số hàng thịt nào đó, ngày này qua ngày khác ở thành phố Hồ Chí Minh. Bao nhiêu cua hết? Cái hàng đấy nó là hàng chết hay là hàng già? Hàng chết cũng có, hàng già cũng có. Hàng này toàn chở đi Sài Gòn hết. Toàn đi Sài Gòn hết. Toàn đi Sài Gòn. Và đây không phải là điều lạ. Một năm là chúng tôi xử lý, chi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xử lý là gần 10.000 trường hợp vi phạm. Thì trong 10.000 trường hợp vi phạm này thì có nhiều cái trường hợp là vận chuyển cái sản phẩm gọi là chúng ta gọi là sản phẩm bẩn từ các tỉnh vào thành phố. Qua thông tin của người dân thì một năm như vậy là xử lý cũng khoảng là 100 đến 200 cái trường hợp mà vận chuyển sản phẩm bẩn vào thành phố. 17 giờ, chợ Tự Phát gần khu công nghiệp Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Độ to nhỏ của miếng thịt càng giáp Tết lại càng bé lại. Thế nên, thịt này ở đâu ra, an toàn không? Không phải là nỗi lo lắng của người công nhân. Mỗi ngày em chi tiêu 30 ngàn một ngày. Sáng thì em 10 ngàn, còn giấc trưa thì 20 ngàn. Để em mua 45 ngàn, thì em ăn 4 người hay là 3 người. Thì công nhân thì thấy cái gì được được thì mua thôi, ăn bữa qua ngày. Còn có tiền thì siêu thị, còn công nhân thì rứa thôi anh chị. Lợi dụng sự thiếu thốn này, thịt tuồn về thành phố và đi vào bữa ăn công nhân một cách dễ dàng. Bất chấp việc, chỉ nhìn thôi đã thừa hiểu chất lượng đến đâu. Đầu thừa, đuôi thẹo, dù vụn nát ra cũng vẫn cứ hiên ngang giữa chợ. Độc hại đã có người công nhân chịu. Dù cơ quan chức năng đã liên tục kiểm tra, nhưng thịt bẩn, thịt chết cứ đua nhau vào thành phố. Ví dụ trong thời gian vừa qua thì chúng tôi phát hiện chủ yếu là các đối tượng này sử dụng cái xe khách để vận chuyển. Thì nếu như vận chuyển bằng cái phương tiện chuyên dùng thì phải có cái sự kiểm tra của cơ quan thú y. Nhưng mà khi mà vận chuyển bằng xe khách thì không có quy định là chở cái sản phẩm vật, do đó thì ít khi nào người ta vào để mà kiểm tra. Như vậy thì người ta lợi dụng cái sơ hở đó, người ta vận chuyển những cái sản phẩm không có đảm bảo an toàn thực phẩm bằng cái xe khách. Đầu tháng 1 năm 2016, 200 con heo chết được vận chuyển từ Đồng Nai vào thành phố Hồ Chí Minh đã bị phát hiện tại trạm kiểm dịch Thủ Đức. Và đáng lý, chúng sẽ lên bàn ăn của cả những thực khách sang trọng dưới cái tên mỹ miều heo sữa quay. Liên tục trong những ngày giáp Tết, hàng loạt vụ thu giữ sản phẩm gia súc kém chất lượng, nhập lậu đã xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý là hơn 2 tấn nầm heo có xuất xứ Trung Quốc được phát hiện tại một cơ sở lâu năm ở quận 12. Và thực tế thì loại sản phẩm chứa nhiều nguy cơ này vẫn rất dễ dàng tìm thấy, dù nó được cảnh báo về độ an toàn và đang là loại thịt bị hạn chế nhập vào thành phố. Có lẽ đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh có vụ bắt giữ nầm heo nhập lậu lớn như vậy. 2 tấn, phân phối cho hàng trăm cơ sở, tất cả đều có xuất xứ Trung Quốc. Không xa lạ với các nhà hàng, quán nhậu, món nầm heo, phú heo nướng xuất hiện ở mọi thực đơn. Nhưng không ai biết nguồn gốc và giấy tờ kiểm dịch của chúng như thế nào, trong khi thành phố Hồ Chí Minh đã hạn chế nhập loại sản phẩm này. Khi mình bắt cái vụ mà vú heo á, thì khi mà xử lý những trường hợp này thì những cái danh sách mà chuyển cho mình để mình nắm á, thì đưa vào những cái quán nổi tiếng luôn. Này, những cái mặt hàng này thì thành phố Hồ Chí Minh gần như là không có. Phải nhập hết từ từ. Mà nhập á, thì chính ngạch thì không có, nhập trái phép. Nó bị cấm là bởi vì mà có lý do như thế này nè. Cái người ta phát hiện ra rằng là cái chất đó, cái vú heo đó nó có thể nó xuất phát từ hai cái nguồn gốc mà bị nghiêm cấm. Một là các cái vật liệu, nguyên liệu tạo ra nó thực chất không phải là của con heo mà là từ những cái vật phẩm độc hại khác. Cái thứ hai là đúng là của heo nhưng mà nó đã bị heo đã bị chết lâu, bị dịch lâu và nó mang cái mầm móng của bệnh. Nếu không nhập hàng tấn thì vài chục ký không quá khó khăn với người có nhu cầu.
Nếu mà chị đã đông thế này thì sao, để được trong bao lâu anh? Lên 3 tháng rồi. Còn em lên toàn lên 70 kg mà. Sao bán được rồi? 70 kg mới được. Thế củ heo này để người ta tiêu thụ, tiêu thụ nhiều mà. Dạ thì em ngày nào cũng lấy hàng về hết, cho nên chị qua đây lấy ít cũng được sao. Điện trước một ngày là được đúng không? Dù đã được kiểm soát tại hàng trăm trạm kiểm dịch, nhưng vú heo bằng một cách nào đó vẫn xuất hiện tràn ngập. Đó là chưa kể, nó còn được biến hóa thành món nằm dê luôn hút khách thông qua hóa chất ngâm tẩm, lại là lợi nhuận bất chấp luật pháp. Những cái chất này qua nhiều cái vụ mà cảnh sát môi trường bắt được thì khi đưa qua kiểm dịch thì phát hiện nó có những cái chất độc hại cực kỳ cao. Nó không kém gì những chất gây ung thư, mà có khi là có những cái chất mà nó gây chết tức thì. Đã có đề xuất phải truy tố hình sự những kẻ buôn bán thực phẩm bẩn vì những tác hại lâu dài của nó tới sức khỏe, tính mạng của người dân. Hẳn không phải là vô căn cứ khi Việt Nam vẫn là một nước có tỷ lệ người mắc ung thư vì thực phẩm bẩn cao nhất thế giới. Và không sai khi thực tế vẫn là người Việt hại người Việt. Tin quốc tế, sau Mỹ, Anh và một số quốc gia khác, Australia là địa điểm tiếp theo bị càn quét bởi những cơn bão lịch sử. Trận cuồng phong vào ngày hôm qua 27 tháng 1 tại bang Victoria đã làm hàng trăm nhà cửa, đường xá và xe cộ bị nhấn chìm trong nước lũ. Một lần nữa, bà mẹ thiên nhiên lại nổi giận và trút cơn thịnh nộ lên những người dân của thành phố xinh đẹp Geelong thuộc bang Victoria. Truyền thông địa phương đưa tin, Trung tâm Cứu trợ Khẩn cấp Australia đã nhận được hơn 500 cuộc gọi cầu cứu chỉ trong vòng vài giờ, kể từ khi trời bắt đầu nổi giông tố. Tuy nhiên, may mắn là tuy đến bất ngờ, nhưng cơn bão cũng tan nhanh và cho đến ngày hôm nay, nước lũ đã rút đáng kể ở một số nơi. Khách hàng của chúng tôi đang ngồi ăn thì cơn bão ập đến, mọi người lập tức bỏ chạy hết vào bên trong, ai cũng sợ hãi. Hôm nay trời đã hết mưa và mặt trời đã ló dạng, hiện chúng tôi đang dọn dẹp đường phố. Trước diễn biến phức tạp của bão lũ, Cục Khí tượng Quốc gia đã ban bố cảnh báo khẩn cấp về thời tiết trên toàn bang Victoria, cũng như một số bang khác, gồm New South Wales, Queensland và Tasmania. Tuy nhiên, giới chuyên gia cũng trấn an tình hình có thể sẽ không tồi tệ như dự báo, với một vài dấu hiệu khả quan cho thấy cơn bão ngày càng suy yếu dần về cường độ từ nay cho đến hết tuần. Hãng tin Reuters ngày hôm qua 27 tháng 1 cho biết hiệu trưởng của một trường tiểu học thuộc tiểu bang Indiana của Mỹ đã thiệt mạng vì cứu học sinh trong một vụ tai nạn xe buýt. Các nhà chức trách bang Indiana, Mỹ cho biết nạn nhân là cô Susan Jordan, hiệu trưởng trường tiểu học Amy Beverland, Mỹ. Vụ tai nạn xảy ra trong giờ tan trường khi cô đang hướng dẫn học sinh đi đúng làn đường để trở về nhà, thì một chiếc xe buýt khác bỗng dưng tăng tốc và lao về hướng hai học sinh của cô. Để cứu học trò của mình, cô đã đẩy các em ra. Thay vào đó, Susan Jordan đã thiệt mạng do bị chiếc xe buýt đâm phải. Đồng thời, hai em học sinh cũng đang trong tình trạng bị thương nghiêm trọng. Trong lúc xảy ra tai nạn, chiếc xe buýt cũng đang chở 25 học sinh của trường khác trong khu vực. Hiện cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ việc. Vào hôm qua 27 tháng 1, Thống đốc của bang Michigan của Mỹ đã chính thức bổ nhiệm một ủy ban bao gồm các chuyên gia cùng các quan chức chính phủ để phụ trách giải quyết vụ bê bối nước nhiễm trì đang gây rất nhiều bức xúc ở thành phố Flint. Theo đó, ủy ban bao gồm thị trưởng Flint, Karen Weaver, giám đốc phụ trách các chương trình y tế trẻ em địa phương, các quan chức thành phố, quận, hạt, tiểu bang và các giáo sư đại học. Ủy ban này sẽ có nhiệm kỳ kéo dài 3 năm. 17 thành viên của ủy ban đặc biệt được chính thống đốc bang Michigan Rick Snyder lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ giải quyết vụ bê bối lần này. Trước đó, thống đốc Michigan cũng đã gửi lời xin lỗi tới tất cả những người dân vì sự chậm trễ trong việc giải quyết vấn đề nước nhiễm trì gây hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của mọi người. Tuy hơi muộn, nhưng tôi vẫn gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Bây giờ tôi và tất cả các cơ quan chức năng bang sẽ bắt tay vào hành động để xử lý vụ ô nhiễm nước nghiêm trọng này, đồng thời giúp đỡ những người dân Flint giải quyết hậu quả của nó. Khủng hoảng nước nhiễm trì ở thành phố Flint, tiểu bang Michigan đang diễn biến ngày càng phức tạp. Trước đó, vào ngày 23 tháng 1, chính phủ liên bang đã phải giải ngân 80 triệu đô la Mỹ để đối phó với cuộc khủng hoảng ô nhiễm nước ở thành phố Flint. Chính quyền bang Michigan cũng đã cung cấp 28 triệu đô la Mỹ để cung cấp nước đóng chai, máy lọc nước, cũng như tiến hành kiểm tra sức khỏe và nguồn nước cho người dân thành phố này. Bản tin nhật ký cuộc sống của VTC14 xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt.